Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên màn hình quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe bán tải Ford Ranger 2.2 XLS số tự động, nhập khẩu. Sản xuất năm 2016, sản xuất tại Thái Lan, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Biển số rất đẹp, xe mới chạy hơn 7 vạn km, đẹp, nguyên bản, lốp sơ cua còn mới tinh chưa hả? Xe đã lắp full đồ, nội thất ghế da, camera lùi, dán phim cách nhiệt, nắp thùng, lót thùng, hệ thống an toàn phanh ABS, EBD, kiểm soát hành trình, ga tự động cruise control tích hợp vô lăng, xe chạy ít nên còn rất mới cả về động cơ cũng như là nội thất và ngoại thất. Chiếc xe này chúng tôi bán với giá 545 triệu đồng và vẫn hỗ trợ trả góp vay tối đa lên đến 70% giá trị xe, với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục rất đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu chiếc xe bán tải này, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phó Giám đốc Kinh doanh Nguyễn Trọng Tuấn.